Thưa quý vị, từ sau Tết, các hoạt động giao thương mua bán trở lại tất bật như thường. Người dân cũng bắt đầu đi mua sắm thực phẩm nhiều hơn, không tránh khỏi những rủi ro tiềm ẩn về hàng nhái, hàng giả. Vì vậy, công tác quản lý kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm thời gian này luôn được đặt lên hàng đầu, nhất là tại các chợ truyền thống. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại chợ Cồn, quận Hải Châu. Với hơn 2.000 hộ kinh doanh cố định và hàng rong, chợ Cồn là điểm tập trung nguồn hàng lớn trên địa bàn thành phố, phục vụ cho việc mua bán sỉ lẻ phân phối ra nhiều địa phương lân cận cũng như một số chợ trên địa bàn. Theo nhiều tiểu thương, ngay sau khi ăn Tết xong, mọi người đã bắt đầu nhập hàng với số lượng tăng gấp 4 đến 5 lần so với ngày thường trong năm. Hàng hóa chủ yếu tập trung vào các mặt hàng tươi sống như thịt heo, thịt bò, các loại hải sản với giá cả tương đối ổn định. Giá chợ ví dụ thì 150 ngàn ký, mà chợ Hà Trà 130, 120, 140 một bát. Heo đã qua cũng kiểm dịch hết rồi. Theo mà làm lấy là lắng dậu là hoặc kiểm tra xong rồi người đấy về chợ an toàn hết đó. Các mặt hàng rau củ quả cũng được nhập về từ nhiều tỉnh thành khác, vô cùng phong phú đa dạng, một số nhập từ các hợp tác xã cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố. Vì hàng về là có hai loại, một loại là từ Hà Nội vô, một loại là từ Đà Lạt vô về, nhưng mà hàng là nhập về là tại đầu mối là cái hàng Đà Lạt á, thì có riêng của Đà Lạt, mà hàng Gia Lai là riêng của Gia Lai. Nhưng hàng đi là hàng của Đà Lạt, hàng đi là an toàn thực phẩm. Vì mình đã học qua một khóa an toàn thực phẩm là hàng mẫu lại theo giá đó. Hàng của Đà Lạt là an toàn thực phẩm, an toàn. Theo Ban Quản lý chợ Cồn, trung bình thời điểm này số lượng khách đến tham quan mua sắm tại chợ tăng lên gấp 2-3 lần so với ngày thường. Vì vậy, Ban Quản lý phải tăng cường lực lượng theo dõi, kiểm tra và tuyên truyền thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời, báo cáo lên các ngành chức năng khi phát hiện ra những hành vi mua bán hàng kém chất lượng, hàng giả. Trường hợp vi phạm nặng sẽ bị đình chỉ hoạt động, thu hồi quầy hàng, nhẹ thì phạt hành chính, cảnh cáo để không tái phạm. Ban Quản lý cũng đã ban hành một cái kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát cái công tác an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết. Thì sau Tết Nguyên đán Tân Sửu thì Ban Quản lý cũng duy trì thường xuyên cái công tác an toàn thực phẩm tại chợ, quán triệt và triển khai cho lực lượng bảo vệ quản lý địa bàn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cho bà con trong cái công tác bảo quản và chế biến thực phẩm, đảm bảo cái an toàn để phục vụ cho nhân dân trong cái dịp sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Cùng với chợ hàng và chợ Đống Đa, chợ Cồn được Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng thẩm định và chứng nhận mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm vào giữa năm 2020. Ban Quản lý chợ Cồn cũng đã và đang hoàn thành việc dán tem truy xuất nguồn gốc đối với toàn bộ các mặt hàng thực phẩm bày bán tại chợ, góp phần vào công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thị trường thành phố, nhất là trong các dịp lễ Tết và các dịp đầu năm.